Hello Nam, hôm nay mình sẽ đi báo giá một vòng các sản phẩm ở bên cửa hàng Hoàng Phát nè, 872 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình mấy anh em ơi. Thì bật mí với anh em hôm nay nha, hôm nay đèn đội đầu của Akota về nha mấy anh em. Đèn đội đầu của Akota 150 cái, mấy anh em hết hàng, công ty đang giao qua. Với đèn mét 2 luôn, 126.000 cũng về luôn rồi. Đang giao qua đó, mình thì cũng đang chờ bên Akota họ giao qua cho mình đây. Đây. Thì anh em đang có nhu cầu về đèn đội đầu với đèn mét 2 thì hôm nay có thể ghé mua được rồi nha. Trong thì lúc mà quay video này không biết nếu mà nó hàng nó có về kịp thì mình sẽ review luôn cho mấy anh em. Rồi đây là bên cửa hàng Hoàng Phát nha mấy anh. Đây một cái hộp con dao của Tôn Sen nè, bản lớn nha, 25 82.000 hộp. Mà hàng công nghiệp á anh. Ok ha. FSK5 đấy, con dao này 74.000 của Tôn Sen, bộ này léo cẩy nữa anh, 129.000 bộ, hoặc là một cái bộ lưỡi cưa 10 lưỡi ha, là 10 lưỡi cưa kiếm có sắt có gỗ ha, 204.000. Rồi cái vắt tôn thì có thể lựa chọn thêm những cái dòng kéo tôn của Tôn Sen nè, 194.000 dạng trợ lực. Đây là những dàn kéo kế cành. À, cái các cành mấy anh này 170 ha, 191 170 kéo các ống nước 173 đấy. Tôn Sen thì nó có nhiều loại đấy. Bên đây thì có những cái dũa gỗ, dũa sắt ha, đấy dũa sắt 5 cây của Tôn Sen là 419.000, dũa sắt 3 cây 248.000, dũa gỗ 3 cây là 233.000. Ở phía dưới thì nó sẽ có quạt rò anh em ơi, quạt rò những cái thùng. Đây thùng quạt rò nha, cái thùng nhiều ngăn nè mấy anh em ơi. Đây thùng quạt rò rất là nhiều ngăn luôn, 38.000 của quạt rò nha. Đó, nếu cái ô nhỏ nè, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 32.000 nhỏ ha. Rồi ở dưới nè, 1 2 3 4 5 6, là 38.000 ha, có 2.000 lớn bên dưới. Cái tủ là tủ keo nha anh em, đừng bắt đầu là ngon lắm, tủ này cũng rẻ, anh em có 623.000 thôi, 623.000 cho cái tủ này. Còn anh em không thích cái tủ này á, thì mình có thể mình mua cái tủ này. Nó có mấy loại tủ được đây. À, tủ này khác nè, tủ này 39.000 nè, 471.000. Ồ cái tủ này nó rẻ tiền ta, cái tủ 471.000 mấy nè. Ồ nó tới 30, cái này cái tờ không, tủ 18.000 lọt, tủ 39.000 bên đây. Có ba cái dòng này là tới ba cái loại tủ luôn nha, ba cái loại tủ mấy anh em. Nha. À, ví dụ tủ này là 471.000, tủ này 18.000 nó sẽ ngăn lớn, còn cái tủ này nó sẽ 39.000 nó sẽ có ngăn nhỏ. 39.000 này có giá nhiêu đây? 703.000 anh. Cái tủ này nè, 703.000 là 39.000 ha. Thông số kỹ thuật anh em dài nè. À, chiều cao là 475, chiều rộng là 380 và chiều sâu vô là 160. À, thông số này thì nó giống cái này, nó khác nhau về cái ngăn thôi. Này nó nhiều ngăn hơn, ngăn nhỏ, này ít ngăn hơn thì ngăn lớn. Còn cái tủ trên nó chiều dài nè, 502 ha, chiều cao á 375, chiều sâu vô là 160 đấy. Rồi đó là về những cái tủ ha, cái tủ đựng đồ nghề của quạt rò. Đây là những cái thùng waffle nha, thùng cũng rất là đẹp nè mấy anh, có 152.000 cái thùng này thôi, thùng này rẻ, khóa kim loại, thùng 16 inch, cái thùng đựng được 15 kg nha. Trên đây nó sẽ có những cái hộp nhựa nè. À, rồi à, học nhựa đựng hộ cứng cáp nha mấy anh. Ok đây đấy à. Ok cốc à. Giá chỉ có 152.000 thôi, 152.000. Anh em muốn rẻ hơn thì cái thùng này, tủ này có 99.000 thôi nha, tủ nhựa này có 13 inch thôi, nhỏ nên giá nó rẻ nè, có 99.000 cái hộp này thôi, hộp này khóa nhựa ha. Rồi ok. Ngoài ra anh em muốn mua tủ thì có thể của thằng quật waffle nha. À, đây waffle anh em, 257.000 cho cái tủ này, 1 2 3 ha, 9 đô. À, 9 đô nha anh em, ô đồ lớn, một ô nó có 2 ngăn nha, em kéo ra nó có 2 ngăn. À, 9 đô thì giá này đó là 257.000 đấy, 9 đô ha. Rồi còn không thì anh em thích thì những cái hộp tủ này đây, nó có những cái tủ mới nè mấy anh, 124.000 dĩ này. À, nó gồm hai cái tủ nhỏ, hai cái hộp nhỏ nè với một cái hộp lớn,
này hộp đựng ốc vít nha, hai hộp nhỏ nè, hộp lớn có 124.000 thôi, đó, nó rẻ ha, 124k, ok luôn. À, rồi anh em hoặc phải mua lẻ thì cái này, một hộp nhỏ này nè, giá chỉ có 35.000 thôi, 35.000, không thì mua một dĩ này có những hộp nè, 42.000 ba cái, ba cái 42.000 đấy. Ngoài ra anh em waffle thì nó sẽ có thêm những cái tủ treo waffle, thì đây là có mẫu thêm một tủ treo như này nè, một cái tủ này thì nó sẽ gồm là 4 cái hộp này đấy, thì nó cũng tầm cũng rẻ tiền mấy anh em ơi, nó không có mắc tiền đâu, này có nhiêu có 359.000 thôi nha, 359 đó, thì đó là mấy cái dòng tủ waffle mình có thể mình đựng đồ được. Hôm nay thì mình đi ghé đến đây mình gặp gì nói giá đó cho mấy anh nha, chứ nó cửa hàng này nhiều lắm. Rồi về waffle thì có những cái hàng mới nhưng ba giới thiệu bằng chải nữa mấy anh, 30.000 cây đấy, hoặc là máy mài khuôn dùng adapter 18V 278.000. Nhỏ xíu xíu nhưng mà nó có chỉnh tốc nữa nha, dùng adapter 18V thôi đấy, giá có 278 thôi, rất là rẻ. Rồi kẹp nhựa mini 6.000 cái, lớn hơn xíu, lớn hơn xíu là 9.000, to hơn nữa là 15.000 anh em ạ. Đấy, waffle được cái nó đồ nghề nó đa dạng mấy nè, nó đa dạng mẫu mã. À, những con kích nè, này kích 3 tấn giá chỉ có 498.000 mấy anh, 498.000 thôi cho kích 3 tấn này. Cái này không có đổi nha, nó là một cái kích thôi, anh em đổi là bao nhiêu thì đưa này vô nha, 498.000 cho kích 3 tấn này, còn những cái mày dạng bơm lớp nè, bơm lớp 85.000 ha, giá không rẻ. Cần siết nè, cần siết 1/4 nè mấy anh, 5-25 niu, rất là đẹp luôn, quá phong, giá 482.000. Anh em cần siết 1/4, cần siết này cần nổ nha, cần nổ lực tối đa luôn 25 niu, dành cho anh em sửa xe máy rồi đó. Mình quất cái cần nổ này đấy. Rồi bộ đục đây là bộ đục 3 cây, 109.000 cho cái bộ đục này mấy anh em ơi, bộ đục 3 cây, đục này dạng đục gia đình nọ thôi mấy anh em. Rồi cái tiếp nữa thì đây là một cái bộ kìm rất là nhiều cây luôn, 80 kìm, giá 279.000, này là kìm mini ha, anh em làm loại nhỏ nhỏ nè đó, dùng như cái này hoặc là bộ kìm này to hơn xíu nè, 205.000, 245 cây. Máy này làm thép carbon thôi mấy anh, 6 inch, này 4.5 ha, đấy nó nhỏ như vậy đó. Rồi kế tiếp nữa waffle thì nhiều đồ ha, này thôi bây giờ mình sẽ đi qua vấn đề mà quật rò cho anh em ha. Tôn sen thì nó có máy này khuyến mãi nữa anh, đây chén cước giá chỉ có 35.000 cái máy này mời, cái dòng này là cốt 14 nha, anh em dùng cái đĩa 125 á anh em mới vô được, 125 á thì mới xài được cái này, giá đang sale giá chỉ có 35.000 cái thôi, chén cước. Rồi những cái bay bọng rồi ha, rồi bay bọng rồi búa đấy. Về phần quật rò thì ở đây nó cũng rất là nhiều ha, ví dụ anh em cần búa, ví dụ ở đây những cái búa quật rò nè mấy anh, rất là nhiều loại búa luôn ha, mình có thể mình lựa, dù có nhu cầu quật rò thì mình lựa búa đây khá là đa dạng ha, thì chén cước cũng có nè. $230.000 búa này là giống như là búa đi rừng anh em ơi nha, rìu cắm trại rồi đó, dù cái này 230k cây, có đánh lửa nữa nè. Rồi một cái búa đa năng 219.000 đa năng, nó vừa có khóa rồi rộng rồi đẻo nè mấy anh đó. Ở trong này nó có mấy cái ship nữa nè nha, đó, nó có mấy cái một rột, mấy cái hay lắm anh.
Rồi bên đây búa không nảy ha. Cái búa không nảy này giá có 149.000 nha anh. Rồi. Bên phần quạt rò bên đây thì nó rất là nhiều bên đây. Kiên lưu. À. Kiên lưu thì mấy cái đầu hò ga mấy anh em ha. Cái đầu hò ga này là ngon nè, 170k có đánh lửa luôn. Đó, rồi những cái kéo cắt cành ở đây bên đây. À. Rồi hoặc là những cái bộ mũi khoan đa năng lỡ tâm anh em, 6 ly 25.000, 8 ly 31.000, 10 ly là 39.000 và 12 ly là 49.000. Đấy. Rồi cái cưa, cái thước. Thước hả mới về có lỗ ban. Nha. Đây có con thân măng vít 480.000 nha. Này nó giống như con Makita đấy mấy anh. Chỉnh có nút chỉnh như này. Chỉnh tóc bên đây và chỉnh ở bên dưới luôn đây nè. Đó, nó sẽ có cái cách chỉnh như đó. Cái thân máy 480, động cơ không kéo thang, nhỏ gọn ha. Rồi về phần quạt rò thì đây là những cái kéo cắt tôn quạt rò nữa nè, giá 139.000, thép Cedermore nha. À, những kéo này đẹp lắm, 139.000. Nó kéo trợ lực nè. Rồi có cái thẳng nè mấy anh, thẳng này là giá 168.000. Này là thép này không phải thép, này thép CRV nha. Cái thằng loại dài là CRV, còn mấy cái nhỏ nhỏ là công công là Cedermore. Đấy. Đây là Cedermore nè. Nè, còn cái dài là CRV, cái này nó dài lắm. Ok ha. Đấy. Rồi kéo làm bếp 141.000. Đây. Làm bếp 141k. Ở bên đây thì nó khá là nhiều đồ mấy anh em ơi, kìm nhiều lắm. Báo giá cho anh em hồ sơ thôi ha. Rồi kìm cắt 170k. À, bộ lục giác, vừa bộ lục giác này 99.000 nữa anh, rẻ nè. Lục giác đầu bi luôn nè. Đó, một rồi bộ này rẻ nè, 99.000 một bộ thôi. Đầu bi ngắn ha. Dài hơn á là 124.000. Đây. 124.000 là dài hơn. Lục giác không là dài là 120. Đấy. Còn bông á nhỏ là 103, dài là 128. Đây là những con dao tước dây điện ha, cắt tước nè, 112.000, 111.000. Đấy thì rồi, kìm đa năng, kìm này kìm quay hai đầu nè mấy em. 290.000. Quay được hai đầu luôn á, anh em có thể quay đầu này, quay đầu kia được luôn. Đó, nó quay đầu này nè. Cái đầu nhọn, cái đầu tròn nè ha. Rồi tước dây điện 134.000 mấy em. Đây. 134k. Rồi. Kế tiếp nữa thì quạt rò ha. Kìm lấy phe giá 80.000 cây. Đây, kìm lấy phe. Một bộ tu vít đóng thép CRV nha, giá 299.000 mà. Bộ này chất lượng ha. Đây thép CRV nè. Cực kỳ luôn. Rồi hoặc những cái đục kim loại 126.000 cho đục 3 cây. Đục kim loại nè. Đột chốt giá 184.000 cho đột chốt này. 184k. Đấy. Còn bộ này bộ đục 2-4-5 cây, giá là 193.000. Này này đục nó có đột dấu nè, đột chốt, đục kim loại nè, nó đa năng trong đây, nó nhiều đầu trong đây. Đấy. Quạt rò thì nó có về một cái bộ dũa anh em. Đây nè, bộ dũa đây nè. Cái dũa này thì nó sẽ có là một cây có cán thôi, còn các còn lại là không có cán. 184.000. Rồi anh em vô sắt nha. Cái mép này là gỗ nè, cái đoạn này gỗ, dưới đây là sắt nè. Còn này tròn nè, tam giác nè. À, cái này dẹp nè. Dẹp tròn tam giác. 200mm. Đây, 184.000 ha. Cán anh em rút ra anh đóng vô được ha, để mình vuốt cái khác. Nó tiết kiệm cái cán mấy anh. Rồi ok thôi, hôm nay mình quay sơ sơ cho anh em coi ha. Thì anh em đang có nhu cầu dòng sản phẩm nào có thể ghé bên cửa hàng Hoàng Phát 850, quên 872 với lộn 850, mình giờ về 872 rồi mấy anh em ơi. Trước giờ anh em thấy cái 850 bên dưới đúng không? Bây giờ mình giờ về 872 Lạc Long Quân rồi. Thì nơi đây cũng có nhiều công cụ đồ nghề ha. Đó. Tôn sen các kiểu nè, ở bên đây. Nãy mình giờ chưa đi bên đây. Đó. Nhám luôn nè.
đó nha, bột rồi nè. Thì anh em có thể ghé bên đây mình liên hệ mua hàng. Ok ha, rồi cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.